Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 5. Đức Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang: Nếu Đại Bồ Tát đối với kinh điển Tam Muội này mà thọ trì đọc tụng vì người giảng thuyết như pháp tu hành thì sẽ được bốn công đức. Những gì là bốn? Một, thành tựu đầy đủ phước đức. Hai, không bị oan gia làm hại. Ba, thành tựu trí tuệ vô biên. Bốn, thành tựu vô lượng biện tài. Này đồng tử, nếu có Đại Bồ Tát có thể đối với kinh điển của Tam Muội này mà thọ trì đọc tụng, hồi niệm, tư duy, rộng nói cho người khác thì sẽ đạt được bốn loại công đức như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Phước đức thành tựu hằng đầy đủ, ở trong mọi lúc thường không đoạn. Nhờ thọ trì Tam Muội như vậy, đạt được cảnh giới chư Như Lai. Công đức dũng kiện được gìn giữ. Ở trong mọi lúc thường thành tựu, tu hành định thắng tịch như vậy, đạt được thắng Bồ Đề vô thượng. Sẽ không có tất cả oán địch, từ không bị oán địch làm hại, thành tựu trí tuệ đều viên mãn, ở trong mọi lúc thường không đoạn. Người ấy thành tựu trí vô lượng, cũng lại đầy đủ tuệ vô biên, vô lượng vô biên thắng biện tài. Vì nhờ thọ trì thắng định vậy, thành tựu đầy đủ phước đức tụ, cũng thành hạnh Bồ Tát thắng diệu. Không có tất cả các oán địch, nhờ trì thắng định tịch diệt này, trí tuệ rộng lớn thật vô biên, cũng thành vô biên thắng biện tài. Âm thanh mỹ diệu thật đáng ưa, nhờ nói thắng định như thế đó, được bậc trí bạn lành mến yêu, có thể tuyên thuyết về tự nghĩa. Mọi người đều biết kho phước này, nhờ tuyên thuyết thắng định như vậy, được lợi dưỡng lớn y phục đẹp, cũng được món ăn rất thắng diệu, nhan mạo đoan chánh thật khả ái, nhờ thọ trì tịch định như vậy. Thấy nhiều chư Phật bạn thế gian, dùng vật tuyệt hảo cúng chư Phật, không có tất cả các chướng nạn, nhờ trì thắng định như vậy đó. Ở trước Đức Phật mà tán thán, tâm vui nói hàng trăm diệu kệ, đời trí tuệ ấy không hao tổn, vì nhờ nói tịch định như vậy. Thế Tôn thập lực ngồi ở trước, tuấn tốt trang nghiêm thân khả ái, trong sạch thanh tịnh như núi vàng, nhờ tu thắng định như vậy đó. Trí ấy chưa từng có tổn giảm, trí tuệ đa văn cũng sung mãn, thành tựu đại pháp tạng tối thắng. Nhờ nói tam muội như vậy đó, trí tuệ rộng lớn không hạn lượng, nhiều hàng trăm kiếp nói không hết. Nghe tịnh định sâu xa như vậy, như lời Phật dạy mà an trụ, không sinh tất cả các nạn xứ. Phật tử như vậy luôn làm vua, trị nước như pháp thường an ổn, nhờ thọ trì thắng định như vậy. Vô lượng vô biên ức số kiếp, thập lực nói công đức lợi lạc, dù nói phần nhỏ cũng không hết, giống như giọt nước trong biển cả. Bây giờ đồng tử rất hân hoan, liền từ tòa sửa y đứng dậy, chắp 10 ngón tay hướng Đức Phật, hết sức hoan hỷ tán thán rằng: Thế Tôn đại hùng rất kỳ đặc, vì thân với đời làm ánh sáng, bậc Đại Mâu Ni nói công đức hiển thị thắng lợi ích như vậy. Đại Thánh Thế Hùng nói cho con: Mong Phật xót thương cứu hộ con, người nào có thể đời mạt thế lắng nghe Tu Đà La như vậy. Ca Lăng Tần Già tiếng diệu âm, sấm sét sâu xa tiếng hân hoan, đầy đủ vô lượng trí thắng tuệ. Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang rằng: Này ông lắng nghe, ta sẽ nói hạnh vi diệu tối thắng vô thượng. Nếu người muốn thọ trì nơi pháp lắng nghe kinh Tam Muội như vậy, hết lòng cúng dường tất cả Phật, dùng tâm thanh tịnh cầu trí Phật, là nên tu tập tâm từ bi lắng nghe Tu Đà La như vậy, thành tựu đầu đà lìa lỗi lầm, tu hành tịch tỉnh rừng công đức, an trụ trí thượng diệu đại thắng, lắng nghe thọ trì kinh Tam Muội, các chúng sinh làm điều ác hạnh cùng với người hủy phá cấm giới, các bọn tỳ kheo ác như thế không thể nghe kinh Tam Muội này. Dũng mãnh tu hành các phạm hạnh, tâm ấy không có các uế trược, thường được chư Phật đều gia hộ, kinh này sẽ trao tay người ấy. Nếu ai đối với vô lượng Phật hầu hạ cung kính tu cúng dường, người ấy khi sinh đời mạt thế, kinh này sẽ đến tay người đó. Nếu ai đối với đời quá khứ ở trong ngoại đạo làm hành ác, người ấy nghe Tu Đà La này, trong tâm không vui sinh ganh ghét, ở trong Phật Pháp được xuất gia, vì không vì Niết Bàn cầu sinh sống, vì tham tật đố tự trói buộc, nên mới bài bán kinh điển Phật, tham đắm nhà người sinh keo kiệt, nên bị ma ba tuần sai sử, chuyên cầu lợi dưỡng phá cấm giới, ở trong Phật Pháp ác không tin, bởi kiếp trước không trồng căn lành, chưa được trí tuệ sinh kiêu mạn, nương vào ngã kiến phàm phu ngu, tâm cũng không tin đời mạt thế. Nơi thế gian này trong thiền định, liền bảo đã được tưởng chứng quả, cho mình la hán nhận cúng dường,
họ sẽ hủy bán thắng Bồ Đề, tất cả những chỗ ở chim phù, hủy bán tất cả tháp miếu Phật. Nếu ai hủy bán Bồ Đề Phật, mắc tội to lớn hơn người kia. Nếu ai sát hại A-la-hán, tội ấy vô lượng, vô biên số. Nếu ai hủy bán Tu-đa-la, mắc phải tội báo hơn người kia. Ai hay với kinh tâm dũng mãnh, ở thời mạt thế trong ác trược, khi chánh giới chánh pháp hủy hoại, nói rõ Tu-đa-la như vậy. Đồng tử buồn khóc rồi đứng dậy, vòng tay cúi đầu phát nguyện rằng: Sáng nay con nơi sư tử hống, ở trước Pháp Vương bậc tối thắng, sau khi Đức Như Lai diệt độ, con ở thời ác thế, mạt thế, sẽ bỏ thân mạng không tiếc nuối, hoằng dương Tu Đà La như vậy. Há những kẻ ngu nói lời đạo, hủy bán không thật, rất tủn nhục, chửi mắng khinh khi và khủng bố. Dũng mãnh tinh tấn mà nhẫn thọ, trừ khử tất cả các nghiệp ác, ở đời quá khứ đã tạo ra. Trong lòng không sinh sự sân hận, ắt sẽ an trụ trong Phật Pháp. Tay sắc vàng chim phù tịnh diệu, xoa trên đảnh đồng tử Nguyệt Quang, Như Lai phát ra tiếng hòa nhã: Đồng tử Nguyệt Quang đại oai đức, nay ta đang gia hộ cho ông, ở đời mặt thế và sau này, không để ông bị các chướng nạn, mạng khó, phạm hạnh, các chướng ngại, là có người khác nhất thời khởi, tỳ kheo trì pháp 800 người. Tự nói ta ở đời mạt thế, ác sẽ hộ trì kinh điển này. Bây giờ nhiều ức dạ xoa rồng, tức thì từ tòa mà đứng dậy, là có tám na cho tha khác. Thưa Thịnh Thế Tôn lời như vậy: Chúng con ở chỗ tỳ kheo này, vừa nói từ hòa mà đứng dậy, vào thời mạt thế đời ác thế, con quyết ủng hộ tỳ kheo ấy. Nên biết khi nói kinh như vậy, bởi nhờ thần lực Phật gia hộ, tất cả hằng hà xa số cõi, vô lượng cõi Phật đều chấn động, tùy chỗ chấn động cái thế giới, tùy chỗ ứng hóa thành nhiều Phật, do Phật Thích Ca biến hóa ra, diễn thuyết Tu Đà La như vậy, tất cả hiện có các cõi Phật, ức chúng sinh, không thể nghĩ bàn, đều được lắng nghe thắng pháp này, an trụ trên Như Lai chư Phật. Ở trong cõi Phật thế giới này, số có chín ức chúng chư thiên, tất cả đều phát tâm Bồ Đề, đứng ở chỗ Phật rải diệu hoa, có các tỳ kheo ni, ưu ba bà tố ưu bà di, số đến 7 ức 6.000 vạn đều được nghe Tu Đà La này. Đức Mâu Ni Vương thọ ký họ, ắt sẽ thấy lưỡng túc tôn ấy. Số lượng giống như hằng hà sa, đều được tu tập hạnh Bồ Đề, cúng dường cung kính chư Phật ấy. Vì đã cầu trí tuệ Như Lai, đều hay ở chỗ chư Phật kia, được nghe diệu kinh điển như vậy. Trải qua trong số 8 ức kiếp, đều sẽ được thành bậc Như Lai, bậc Phật đức ấy trong một kiếp, độ tát chúng sinh khiến an lạc. Ở chỗ Đức Như Lai Di Lặc, đặt bày thắng cúng dường vô thượng, khéo trì chân diệu pháp Phật ấy, đều được vãng sinh nước an lạc. Đức Như Lai lìa cấu uế đó, tên của Phật là A Di Đà, nơi ấy rộng bày thắng cúng dường để cầu Bồ Đề vô thượng vậy. Trải qua 70 A Tăng kỳ đầy đủ trong số kiếp như vậy, không rơi vào tất cả ác đạo, được nghe thắng kinh điển như vậy. Nếu ai về sau đời vị lai lắng nghe Tu Đà La như vậy, nghe xong khóc lóc mà rơi lệ, ta đã cúng dường nơi người ấy. Nay ta khuyên bảo cho tất cả những người hiện tại ở nước ta, do đây nên được đạo Bồ Đề, vì vậy phó chúc kinh điển này. Cho nên này đồng tử, Đại Bồ Tát nếu muốn cầu ta muội như vậy, pháp chẳng nghĩ bàn, chư Phật đã nói như vậy, cần phải biết một cách khéo léo. Đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn, cần phải thưa hỏi, cần phải thâm tín pháp Phật chẳng nghĩ bàn, cần phải thiện xảo cầu pháp Phật chẳng nghĩ bàn, nghe pháp Phật chẳng nghĩ bàn, cho âm lòng sợ hãi, cho tăng thêm sự sợ hãi, cho luôn luôn sợ hãi. Bây giờ đồng tử Nguyệt Quang thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn cần phải biết một cách khéo léo, thế nào là đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn cần phải cầu thỉnh thưa hỏi, thế nào là đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn còn phải thâm tín thanh tịnh, thế nào là nghe pháp Phật chẳng nghĩ bàn không sinh sợ hãi, mãi không sợ hãi. Bây giờ có con của Càn Thất Bà tên là Ban Giá Thi Khí, cùng với 500 người con khác của Càn Thất Bà, đồng lúc đem âm nhạc nhiều loại nhạc khí đi theo sau Đức Phật, muốn tấu lên cúng dường Đức Phật. Bây giờ Ban Giá Thi Khí nghĩ như vậy: Như ta trước đây đối với Đế Thích Kiều Thi Ca và Trời Tham Thập Tam đã bày biện cúng dường, nay ta nên đem ca vịnh âm nhạc cúng dường Đức Như Lai, bậc Thiên Trung Thiên ứng cúng chánh biến tri.
Khi ấy ban giá thi khí, con của Càn Thất Bà cùng với 500 người con khác của Càn Thất Bà đều cùng lúc đánh đàn lưu ly, tấu lên lời ca vi diệu. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như vậy, ta dùng thần lực du hí vô tác, khiến cho đồng tử Nguyệt Quang ấy ở trong Pháp Phật chẳng nghĩ bàn được trụ nhất tâm, lại khiến cho con của Càn Thất Bà là ban giá thi khí. Nhạc khí và âm thanh ca hát của họ làm cho hiện ra sự thù diệu. Khi ấy Đức Phật dùng thần lực nên khiến cho 500 âm nhạc khéo tương xứng hòa nhã phát ra âm thanh vô dục, âm thanh thuận với pháp, âm thanh phù hợp với pháp, đó gọi là tương ưng với pháp Phật chẳng nghĩ bàn. Bài kệ nói rằng: trên một sợi lông hiện nhiều vật, con số giống như các sông Hằng, quốc độ cõi Phật cũng như vậy. Theo cõi Phật ấy không vô tướng, trên đầu sợi lông hiện năm đường, đó là địa ngục các súc sinh với các ngạ quỷ trời và người, thảy đều mát mẻ không bức não. Nơi lỗ lông kia hiện biển ao cùng các dòng sông và chiến suối, thảy đều không bất hại lẫn nhau, gọi là Phật pháp chẳng nghĩ bàn. Trên một đầu lông hiện các núi Chiết Ca Bà La và Tu Di, một chân Lân Đà đại một chân, đó là Phật pháp chẳng nghĩ bàn. Trên đầu sợi lông hiện địa ngục, tiêu diệt hàn băng và phẫn niệu. Có các chúng sinh sống ở đó, thọ lãnh vô lượng sự khổ não. Trên đầu sợi lông hiện thiên cung, cung đẹp rộng lớn 60 dặm, lâm chứa chư thiên vô số vô lượng, chưa đủ chư thiên rất khoái lạc. Trên đầu lông ấy Phật xuất thế, trong đó Phật pháp rất thịnh vượng, người không trí tuệ không thể thấy, túc nghiệp như vậy hành bất tịnh. Trên đầu lông nghe Phật niết bàn, hoặc tai nghe rằng pháp diệt tận. Trên đầu sợi lông hoặc lại nghe nay Phật lại hiện tại đang thuyết pháp, hoặc là có người trên sợi lông cho thọ mạng mình vô cùng tận, hoặc trên đầu lông nghe mạng yểu sinh ra liền diệt chẳng lâu dài. Hoặc lại nơi lông tưởng như vậy, ta được thấy Phật bày cúng dường, Phật cũng không hiện không cúng dường, nghĩ tâm mình tưởng mà hoan hỷ. Giống như có người ở trong mộng đam mê năm dục hưởng khoái lạc, thức rồi không thấy sự dục lạc, chỉ vì trong mộng vọng thấy vậy. Cái thấy cái nghe nhớ nghĩ pháp giống như mộng tưởng không chân thật, nếu ai chứng được tam muội này đều hay biết rõ pháp như vậy. Ở trong thế gian hằng thọ lạc, gọi yêu không tham trước, thường hay ưa thích ở núi rừng, hằng thọ cái vui như sa môn, nếu ai không có các chấp trước, xa lìa tất cả các ngã sở, du hành thế gian như tê giác, như gió trên trời không chướng ngại, tu tập nơi đạo khởi thật trí, tất cả các pháp không vô ngã. Nếu ai hay tu pháp như vậy, người ấy hiện biện tài vô cùng tận. Người này mãi thọ sự khoái lạc, trong lòng không lắm việc thế gian, tâm ấy giống như gió trên trời, với yêu không đắm trước. Giới người không yêu sống khó sống chung, giới người thân ái khó xa lìa, vứt bỏ hai loại bạn như vậy, chuyên cầu chánh pháp là người vui. Nếu ai lắng nghe tham ái khởi, người ấy sẽ khởi tâm sân hận, bị ngu si hôn mạng trói buộc, vì lực ngã mạng nên khổ não. Nếu ai hay trụ nơi bình đẳng, khéo hay khiêm hạ không cao mạng, yêu hay không yêu khéo giải thoát, người ấy thường sống hạnh hoan hỷ, an trụ nơi giới khéo thanh tịnh, nhờ tâm vô cấu vui thiền định, hàng thường thích sống trong núi rừng, người ấy mãi lìa các lưới nghi. Nếu ai nghi hoặc có điên đảo, ngu si mãi thích các dục lạc, giống như chim thú tham thi thể, người ấy tự mình theo ma lực. Khi nói kệ xong, đồng tử Nguyệt Quang ở trong Phật pháp thậm thâm chẳng nghĩ bàn, được an trụ nhất tâm, có thể chuyển thiết tu đa la. Bây giờ càng thất bại ban giá thi khí, được âm thanh nhẫn tùy thuận vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô lượng chúng sinh ở trong trời người đều được an ổn lợi ích. Bây giờ Đức Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang: Đại Bồ Tát, đối với các pháp lợi là công đức thiện căn, cần phải các quyết định, không nên nhiều việc, nên lìa ác thi thức, cần nương vào thiện tri thức, khéo biết chỗ thương hỏi thích ứng, vui thích nghe pháp không hề nhàm chán, cần phải hoan hỷ, cần phải cầu pháp, thường nhiếp nơi pháp, nên nói chánh pháp, cần phải khéo léo thưa hỏi Bồ Tát, đối với Bồ Tát nên nghĩ đó là thầy của mình. Đối với pháp sư, cần phải tôn trọng tựa như thầy mình. Này đồng tử, nếu có Bồ Tát có thể thọ trì và thực hành pháp này,
thì người ấy được đầy đủ biện tài, chẳng nghĩ bàn. Được niềm tin thâm nhập vào biển Phật Pháp, chẳng thể nghĩ bàn. Ở trong người và trời có thể làm đèn sáng. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ. Ở thời quá khứ, nhiều ức kiếp, không thể đo lường, chẳng nghĩ bàn. Bây giờ có Phật Lưỡng Túc Tôn, hiệu Nhân Đà La, Phan Tràng Vương. Lúc đó Phật nói tam muội này, rằng không chúng sinh không thọ mạng, giống như bọt nước và điện chớp, các pháp cũng như trăng dưới nước. Thọ mạng chúng sinh chẳng thể nắm, mất ở cõi này sinh cõi khác. Những nghiệp đã làm không hề mất, nghiệp báo tráng đen cũng không mất. Nhân quả tương ưng thắng pháp môn, cảnh giới Phật vi tế khó thấy, văn tự của nghĩa chẳng thể nắm. Diệu Bồ Đề này, Phật đã nói, đại trí tuệ tích tụ tổng trì, ức na do tha kinh từ định xuất, vô số chư Phật đã hành đạo, như tam muội này là Phật nói. Hay khéo hay hoại diệt các bệnh hoạn, chúng Bồ Tát tích tập công đức, tất cả chư Phật đều khen ngợi, hàng ức chư thiên đều cúng dường, nên các phàm phu nói lời thật, thường lìa tất cả pháp ngoại đạo, chư Phật ngợi khen giới thù thắng, như điện trong không khó nắm bắt. Vô lượng ức chỗ Phật quá khứ, bậc trí tu hành, nơi giới thí, phải sớm xa lìa ác tri thức, được của cha truyền thật vô thượng, đã có tỳ kheo là pháp sư, tuệ nhật tử tu hành phạm hạnh, nghe được pháp này mà tùy thuận, phát tâm bồ đề thật tối thượng. Đức Phật Nhân Đà La Phan Tràng bảo tỳ kheo pháp sư kia rằng, tỳ kheo khó thứ nhất, đối với bồ đề phát tâm khó. Giữ giới giống như Ngọc Ma Ni, thân gần bạn lành thuận bồ đề, với ác tri thức luôn xa lìa, mau được quả vô thượng bồ đề. Xưa kia ở cõi Diêm Phù này, hai con trưởng giả không phóng dật, ở trong Phật Pháp mà xuất gia, giống như tê giác sống núi rừng. Đạt được bốn thiền có thần thông, giỏi các kệ luận không sợ hãi, đất và hư không đều biết rõ, đi trên hư không như chim bay, an trụ ở trong chốn hàng lâm, rừng hoa tươi tốt rất kỳ đặc, tất cả chim lạ đều bay đến. Hai trưởng giả tử cùng nói chuyện. Bây giờ có vua đang đi săn, nghe tiếng nói chuyện liền đi đến. Đức vua cung kính lắng nghe pháp, đối với pháp sư thêm ái kính. Đức vua cùng nhau đến thăm hỏi, nói lời ấy rồi ngồi ở trước. Nhà vua có rất nhiều quyến thuộc, đi theo nhà vua 6 ức người, 102 vị là pháp sư. Thấy vua bảo rằng hãy lắng nghe, chư Phật ra đời rất khó gặp, quy mong đại vương chớ phóng dật. Thọ mạng quá nhanh chẳng dừng lâu, như nước trên núi đổ xuống biển, bị già bệnh chết làm bức bách, không ai cứu được nghiệp như mình. Quy mong đại vương giữ chánh pháp, kiến lập pháp chư Phật thập lực, về sau mạt thế đời ác trượt, cần phải trụ đó như bạn pháp. Như vậy vô lượng người thông tuệ, vì lòng từ nên nói với vua, vua và 6 ức các quyến thuộc đều phát tâm vô thượng bồ đề. Khi vua nghe tịnh pháp cú này, lời vi diệu tịch diệt nhu nhuyến, thiện tâm vui sướng mà ái lạc, đầu mặt kính lễ rồi tạ từ. Khi ấy vô lượng tỳ kheo khác vì lời dưỡng nên vào cung vua. Vua biết bọn họ hạnh không chánh, với người có đức không cung kính, pháp đạo sư quá khứ khó diệt, thời vị lai ác thế tăng trưởng, con người đạo đức rất là ít, có nhiều vô lượng kẻ phóng dật, các tỳ kheo can cường sang mạng, vì cầu lợi dưỡng đắm các kiến, ở trong Phật Pháp không hiểu chánh, đem các phi pháp nói cho vua. Cần phải giết chết pháp sư kia, vì nói với vua pháp không đoạn, khuyên vua và tôi tu không đoạn, chẳng chỉ cho vua chân niết bàn. Nơi nghiệp báo ấy đều tán hoại, kẻ nịnh nói ấm vốn không vô. Nếu có thể giết pháp sư ấy, sẽ khiến đại pháp được lâu dài. Bây giờ thường có thần hộ vua, thì tri thức quá khứ của vua luôn luôn giúp vua lìa các ác. Thời ấy nói vua lời như vậy, vua cẩn thận chớ khởi tâm ấy. Lời ác tri thức rất đáng sợ, cho đối với pháp sư thông tuệ, nghe lời người ác mà giết hại. Đại vương lẽ nào chẳng nhớ lại, tỳ kheo giữa rừng đã nói rằng, về sau mạt thế thời ác được, do nên an trụ bạn như pháp. Trời vì đức vua nói lời thật, nơi pháp chư Phật chớ xa lìa. Nhà vua lại có người em ác ở tại biên cương,
giữ còi nước, lúc tỳ kheo ác đến giáo hóa. Bảo giết pháp sư nói không đoạn, khuyến ta thuở xưa từng tu hành, không muốn cho ta cầu niết bàn. Đại vương anh ngài rất ngu ác, trong lòng không muốn để ngài sống. Có hai tỳ kheo là ác sư, dùng sức thần thông bay lên không. Vì ta biết được sẽ đến đây, nay đã nói hết cho đại vương. Ngài nên giết ngay hai tà sư, như vậy kịp thời mau khỏi hối. Vương đệ tức thời liền cầm gậy, theo lời người ác nên đến đó, cùng với tất cả các quân chúng, đi đến trong rừng chỗ tỳ kheo. Ở rừng ấy có rồng Dạ Xoa, biết em của vua ác tâm đến. Mưa các gạch đá rất hại hùng, vua và binh chúng đều chết sạch. Nay phải thấy lời ác tri thức, diệt sạch chúng đại vương như vậy. Nơi chỗ pháp sư khởi tâm sơn, trong 60 đời đọa A Tỳ. Khi ấy ác tỳ kheo chấp trước, khuyến hóa sát lợi vương như vậy, về sau suốt cả 10 ức đời, chịu vô lượng khổ ở địa ngục. Vì trời khuyên dẫn đức vua ấy và các người ủng hộ pháp sư, thấy được hằng hà sa số Phật, hầu Phật cúng dường và tu hành, quyến thuộc của vua đủ 6 ức, đều đi theo vua để nghe pháp, và họ đã phát được đạo tâm, thế giới khác nhau được thành Phật. Đức Phật thọ mạng nhiều ức năm, trí tuệ vô đẳng chẳng nghĩ bàn, chứ vị đều tu tam muội này. Nói xong thầy đều bát niết bàn, được nghe trí thắng diệu như vậy, tích tập pháp công đức tịnh giới, dũng mạnh tinh tấn không phóng dật, thường xa tất cả ác tri thức. Này đồng tử, đại bồ tát phải không đắm trước thân có thể vứt bỏ mạng sống? Vì sao? Này đồng tử, nếu đắm trước thân thì tạo nghiệp bất thiện, cho nên Bồ Tát phải biết sắc thân và pháp thân. Vì sao? Vì pháp thân của chư Phật chẳng thuộc về sắc thân. Đức Phật dùng pháp thân hiện hiện, chẳng phải sắc thân vậy. Này đồng tử, cho nên đại Bồ Tát muốn hành hạnh Phật, muốn cầu thân của Như Lai, muốn cầu trí Như Lai, muốn biết thân Như Lai, muốn biết trí Như Lai. Đối với kinh điển của tam muội này, cần phải thọ trì đọc tụng, rộng nói cho người khác, tu tập tương ưng. Này đồng tử, thân của Như Lai xuất sinh vô lượng phước đức. Đức Như Lai chỉ nói một nghĩa, nghĩa là các pháp từ nhân sinh ra, là lìa các tướng. Vì sâu xa vậy, pháp không hạn lượng. Vì không ngần mé vậy, pháp không có tướng. Vì không tánh tướng, pháp không có tướng. Vì lìa các tướng, pháp không lay động, vì khéo an trụ. Pháp không có hai, vì chỉ có một tướng. Pháp không thể thấy, vì vượt qua cảnh giới của mắt. Pháp không thể suy nghĩ, vì vượt qua lĩnh vực của tâm. Pháp không động chuyển, vì lìa hí luận. Pháp không thể nói, vì vượt qua âm thanh. Pháp không có chỗ ở, vì lìa nhà cửa. Pháp không có hang, nhà, vì lìa ngôn âm. Pháp không có chỗ dựa, vì vượt qua các kiến. Pháp không có các lậu, vì vượt qua các quả báo. Vì tâm kiên cố nên lìa các dục, vì tâm bất hoại nên lìa các sân hận. Nhờ chánh trí kiên cố nên vượt qua các si mê. Có điều để nói, vì các pháp là không, không có sinh, vì đoạn các sự sinh, vì vô thường, chỉ có ngôn thuyết, vì thoát ly khỏi âm thanh, nên tịch diệt nơi âm thanh. Có âm thanh, vì tư tưởng vậy, đồng tư tưởng vì hòa hợp, lìa thế tục, vì đệ nhất nghĩa đế, dùng sự mát mẻ mà lìa sự nóng bức não. Vì đệ nhất nghĩa đế, nên dùng lời như thật, không nhiệt não, vì nhờ niết bàn vậy. Nhờ không thể phá hoại nên không ai hơn được. Vì không thủ trước nên diệt trừ nghĩa hí luận. Vì không hí luận nên lìa phan duyên. Vì không có ngàn mé nên chỉ nói phước. Vì không có vi trần nên nói vi tế. Thứ lớp đại thần thông do bản nghiệp xuất sinh, vì được năng lực tự do tự tại, không phá hoại được. Vì nó kiên thật, vì không có ngần mé nên gọi là vô tận, vì to lớn nói đại bi bản nghiệp vậy. Đó là thân của Đức Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: nếu ai muốn thấy thế gian thân và biết thân Phật làm thế nào, do tam muội này đã tu tập, liền hay biết được thân Như Lai. Phật từ phước đức mà sinh ra, thân Phật thanh tịnh rất sáng rạng, tướng Phật bình đẳng như hư không, các thứ sai biệt bất khả đắc. Bồ đề chư Phật đã như vậy, tướng trạng diện mạo cũng như vậy. Tướng trạng diện mạo không thể được, thân tướng Như Lai cũng như thế.
Tướng mạo Bồ Đề cùng với thân, thế giới chư Phật cũng như vậy, các luật, các thiền, các giải thoát, như vậy đều đồng chỉ một tướng. Thể tánh chư Phật là như đây, Như Lai thế thân cũng như vậy, không ai có thể thấy được Phật, mắt thịt làm sao thấy chánh giác. Vô lượng số người nói như vậy, ta từng được thấy các đức Phật, thân tuyệt đẹp, sắc vàng tuyệt diệu, đều chiếu sáng tất cả thế gian. Đức chư Phật Như Lai gia bị, nhờ sức Ngài nên có thần thông, liền có thể thấy được thân Phật, cái thứ tướng tốt tự trang nghiêm. Tùy tướng cao lớn mà thị hiện, thế gian không thể thấy tướng Ngài. Nếu ai hay biết thân tướng ấy, Phật với thế gian không sai khác. Nếu ai hay biết thân lượng Phật, nghĩa là tất cả các Như Lai, thân Phật không thân không sai khác. Người và Tu La cũng như vậy, tất cả các tâm đều không tịch, tòa các quả báo tướng cũng vậy. Tướng mạo danh sắc đã như vậy, đầy đủ thanh tịnh có ánh sáng. Không có ai hay biết. Tu định tịch tỉnh này, chỉ bậc thế gian thân, ức kiếp tu khó nghĩ. Vô lượng pháp bạch tịnh, từ ta muội này có, nhờ sức báo định này, không ai thấy thân ta. Nếu có tâm như vậy, danh sắc cũng như thế. Tâm loại không chấp nhau, tướng danh sắc cũng vậy. Nếu dùng tưởng thô lớn, danh sắc tùy thuộc nó, danh sắc hoặc thô tế đều do tưởng nghĩ sinh. Nếu người tưởng vi tế, danh sắc cũng như vậy, danh sắc không đắm trước, thân tâm ấy chiếu sáng. Ta nhớ đời quá khứ, 70 A Tăng Kỳ, ba loại ác tưởng này từ gốc chưa từng khởi, nhờ dùng tâm vô lậu, ức kiếp chẳng nghĩ bàn. Vì lợi ích chúng sinh, họ không thấy thân ta. Nếu ai dùng vật này, tâm ấy được xả bỏ, người này với vật kia liền không cùng hòa hợp. Tâm ta được giải thoát trong tất cả vật dụng, hay biết được tánh mình, nên khởi sinh trí tuệ với ngàn ức cõi Phật, trong đó ta hiện hóa, vì chúng sinh thuyết pháp, cho nên không thể thấy, không tướng, không hình mạo, giống như nơi hư không. Thân ta không thể nói, vì đoạn đường ngôn ngữ. Pháp thân rất hùng mạnh, thân ấy từ pháp sinh, chưa từng có sắc thân, nói đó chính là Phật. Nếu nói về thân này, nghe xong liền hoan hỷ, các ma ba tuần kia không thể làm gì được. Nghe pháp thâm diệu này mà không sinh hoảng sợ, không vì sự sinh sống, vì bán bồ đề Phật. Ngàn ức tu đa la, trí như thật diễn thuyết, vì chúng sinh chiếu sáng, nơi nơi đều đến đất. Này đồng tử, đó là Như Lai ứng chánh biến tri. Nếu muốn biết nghiệp tướng sắc thân của Như Lai, hoàn toàn không thể biết được hoặc sanh hoặc trạc sắc sanh, hoặc tương tự sanh, hoặc tướng mạo sanh, hoặc vàng, hoặc sắc vàng, hoặc tương tự vàng, hoặc tướng mạo vàng, hoặc đỏ, hoặc sắc đỏ, hoặc tương tự đỏ, hoặc tướng mạo đỏ, hoặc trắng, hoặc sắc trắng, hoặc tương tự trắng, hoặc tướng mạo trắng, hoặc hồng tía, hoặc sắc hồng tía, hoặc tương tự hồng tía, hoặc tướng mạo hồng tía, hoặc pha lê, hoặc màu pha lê, hoặc tương tự pha lê, hoặc tướng mạo pha lê, hoặc lửa, hoặc sắc lửa, hoặc tương tự lửa, hoặc tướng mạo lửa, hoặc vàng bạc, hoặc sắc vàng, hoặc tương tự vàng, hoặc tướng mạo vàng, hoặc như điện chớp, hoặc sắc như điện chớp, hoặc tương tự điện chớp, hoặc tướng mạo như điện chớp, hoặc tươi sáng, hoặc sắc tươi sáng, hoặc tương tự tươi sáng, hoặc tướng mạo tươi sáng, hoặc tỳ lưu ly, hoặc sắc tỳ lưu ly, hoặc tương tự tỳ lưu ly, hoặc tướng mạo tỳ lưu ly, hoặc trời, hoặc sắc của trời, hoặc tương tự trời, hoặc tướng mạo trời, hoặc phạm, hoặc sắc phạm, hoặc tương tự phạm, hoặc tướng mạo phạm. Này đồng tử, đó là thân của Như Lai, tất cả thân tướng của Như Lai không thể lường được, vì không thể nghĩ bàn, cũng không thể nói được. Sắc thân đã thành tựu chư thiên người đời không thể suy lường được, là dài, ngắn, rộng, hẹp, tất cả loại như vậy không có hạn lượng bằng nhau, chẳng thể nghĩ bàn, những loại như vậy không thể đếm được. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng. Trong tất cả thế giới, tất cả các vi trần, cùng với nguồn ao suối, bao nhiêu nước biển cả, dẫu toán thuật có giỏi, không thể biết hết được, cũng không biết số bụi cùng với số giọt nước. Đức Như Lai Đạo Sư nói ví dụ ấy rồi. Số giọt nước vô hạn, số bụi cũng như vậy. Ta thấy các chúng sinh, nhiều như số bụi ấy, phát tâm và khởi tính, trong một lúc đều biết. Nếu nơi tự thân ta hiển hiện sắc ra ngoài, các chúng sinh tính dục không ví dụ biết được, hoặc tướng cùng với nghiệp, sắc tượng ấy như vậy, không ai biết được Phật,
tướng ta đúng như vậy. Phật sẽ lìa nơi tướng, hiện bày nơi pháp thân, thầm thâm không hạn lượng, là Phật chẳng nghĩ bàn, chánh giác chẳng nghĩ bàn, thân Như Lai cũng thế, pháp thân không nghĩ bàn. Vì hiện bày pháp thân, tâm nghiệp không thể biết, thân này không thể nghĩ, cùng với thân tướng ấy đều không thể đo lường. Pháp ấy vô hạn lượng, ức kiếp đã tu tập được thân khó nghĩ này, phát ánh sáng thanh tịnh, chúng sinh không thể nắm, nắm lấy không thể được, cho nên thân Như Lai khó lường không thể nghĩ. Giới các pháp vô lượng mà nắm nơi hạn lượng, trong pháp không phân biệt, Phật không có phân biệt. Nơi phân biệt hạn lượng nói về không phân biệt, tuy nghĩ không phân biệt, Phật ấy không nghĩ bàn. Vô lượng như hư không, không thể đo lường được, thân Phật cũng như vậy, giống như bầu thai hư. Nếu có các Phật tử như thật biết thân ta, thì sẽ được thành Phật, chẳng nghĩ bàn trên đời. Này đồng tử, Đại Bồ Tát có bốn thứ ngôn luận không thể nghĩ bàn, và sự diễn thuyết cũng không thể nghĩ bàn, khó thể cùng tận những gì là bốn. Một, ngôn luận các hành không thể nghĩ bàn. Hai, ngôn luận quả trách hữu vi không thể nghĩ bàn. Ba, ngôn luận trợ giúp phiền não không thể nghĩ bàn. Bốn, ngôn luận thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Này đồng tử, đó là bốn loại ngôn luận không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, và sự diễn thuyết cũng không thể nghĩ bàn, khó có thể cùng tận. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại pháp, những gì là bốn? Một, pháp các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, pháp quả trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, pháp phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, pháp thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại tương ưng, những gì là bốn? Một, các hành tương ưng chẳng thể nghĩ bàn. Hai, tương ưng sự trách mắng hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, tương ưng phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, tương ưng thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn cửa, những gì là bốn? Một, cửa các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, cửa chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, cửa phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, cửa thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại cửa. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại hành thuyết, những gì là bốn? Một, hành thuyết về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, hành thuyết về sự chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, hành thuyết về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, hành thuyết về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại hành thuyết. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ âm thanh, những gì là bốn? Một, âm thanh về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, âm thanh chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, âm thanh về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, âm thanh về sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại âm thanh. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ tiếng, những gì là bốn? Một tiếng về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, tiếng chê trách về hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, tiếng phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, tiếng thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại tiếng. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại ngôn ngữ đạo, những gì là bốn? Một, ngôn ngữ đạo các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, ngôn ngữ đạo chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, ngôn ngữ về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, ngôn ngữ đạo về sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại ngôn ngữ đạo. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ mật thuyết quyền xảo, những gì là bốn? Một, mật thuyết quyền xảo về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, mật thuyết quyền xảo về sự chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, mật thuyết quyền xảo về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, mật thuyết quyền xảo về sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại mật thuyết quyền xảo. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ biết về chư thiên, những gì là bốn? Một, biết các hành chư thiên chẳng thể nghĩ bàn. Hai, biết sự chê trách hữu vi chư thiên chẳng thể nghĩ bàn. Ba, biết sự phiền não chư thiên chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, biết sự thanh tịnh chư thiên chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại biết về chư thiên. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ thấy biết đối với người, những gì là bốn? Một, biết các hành của người chẳng thể nghĩ bàn. Hai, biết chê trách hữu vi đối với người chẳng thể nghĩ bàn. Ba, biết phiền não đối với người chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, biết sự thanh tịnh của người chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại biết đối với người. Này đồng tử, Đại Bồ Tát là có bốn thứ biết về danh tự, những gì là bốn?
Một, biết danh tự các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, biết danh tự về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, biết danh tự phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, biết danh tự về sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại biết về danh tự. Này đồng tử, Đại Bồ Tát là có bốn loại biện tài. Những gì là bốn? Một, biện tài về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, biện tài về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, biện tài về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, biện tài về sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại biện tài. Này đồng tử, Đại Bồ Tát là có bốn thứ quyết định. Những gì là bốn? Một, quyết định các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, quyết định về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, quyết định về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, quyết định về sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại quyết định. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại nhập. Những gì là bốn? Một, nhập các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, nhập cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, nhập phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, nhập thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn thứ nhập. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ độ. Những gì là bốn? Một, độ các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, độ cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, độ phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, độ thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn thứ độ thoát. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại kim cang cú. Những gì là bốn? Một, kim cang cú các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, kim cang cú sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, kim cang cú phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, kim cang cú thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại câu kim cang. Này đồng tử, Đại Bồ Tát là có bốn chú thuật cú. Những gì là bốn? Một, chú thuật cú về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, chú thuật cú về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, chú thuật cú về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, chú thuật cú về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại câu chú thuật. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ ra khỏi. Những gì là bốn? Một, ra khỏi các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, ra khỏi sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, ra khỏi phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, ra khỏi thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn thứ ra khỏi. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ tu đa la cú. Những gì là bốn? Một, tu đa la cú về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, tu đa la cú về sự chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, tu đa la cú về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, tu đa la cú về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại câu tu đa la. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại từ cú. Những gì là bốn? Một, từ cú về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, từ cố về sự chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, từ cố về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, từ cố về sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại từ cú. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại thí cú. Những gì là bốn? Một, thí thí cố về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, thí thí cố về sự chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, thí thí cố về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, thí thí cố về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại thí thí cố. Này đồng tử, Đại Bồ Tát là có bốn loại minh cú. Những gì là bốn? Một, minh cú về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, minh cú về sự chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, minh cú về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, minh cú về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại minh cú. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại tính nghĩa cú. Những gì là bốn? Một, tính nghĩa cú về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, tính nghĩa cú về sự chê trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, tính nghĩa cú về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, tính nghĩa cú về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại tính nghĩa cú. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại hành cú. Những gì là bốn? Một, hành cú về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, hành cú về sở cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, hành cú về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, hành cú về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại hành cú. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại bất tư nghị cú. Những gì là bốn? Một, bất tư nghị của các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, bất tư nghị của về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, bất tư nghị của về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, bất tư nghị của về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại chẳng thể nghĩ bàn cú. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại vô biên cú. Những gì là bốn? Một, vô biên cú về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, vô biên cú về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, vô biên cú về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, vô biên cố về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại vô biên cố. Này đồng tử,
Đại Bồ Tát lại có bốn loại vô hạn luận cố. Những gì là bốn? Một, vô hạn luận cố về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, vô hạn luận cố về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, vô hạn luận cố về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, vô hạn luận cố về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại vô hạn luận cố. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại vô cùng cố. Những gì là bốn? Một, vô cùng cố về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, vô cùng cố về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, vô cùng cố về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, vô cùng cố về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại vô cùng cố. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại bất khả xưng cố. Những gì là bốn? Một, bất khả xưng cố về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, bất khả xưng cố về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, bất khả xưng cố về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, bất khả xưng cố và thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại bất khả xưng cố. Lời đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại a tăng kỳ cố. Những gì là bốn? Một, a tăng kỳ cố về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, a tăng kỳ cố về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, a tăng kỳ cố về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, a tăng kỳ cố về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại a tăng kỳ cố. Lời đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại vô lượng cố. Những gì là bốn? Một, vô lượng cố về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, vô lượng cố về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, vô lượng cố về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, vô lượng cố về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại vô lượng cố. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại câu không thể đo lường. Những gì là bốn? Một, câu không thể đo lường về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, câu không thể đo lường về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, câu không thể đo lường về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, câu không thể đo lường về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại câu không thể đo lường. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại câu không hành. Những gì là bốn? Một, câu không hành về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, câu không hành về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, câu không hành về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, câu không hành về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại câu không hành. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại câu trí. Những gì là bốn? Một, câu trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, câu trí về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, câu trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, câu trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại câu trí. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí tụ. Những gì là bốn? Một, trí tụ về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, trí tụ về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, trí tụ về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, trí tụ về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí tụ. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí tánh. Những gì là bốn? Một, trí tánh về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, trí tánh về chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, trí tánh về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, trí tánh về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí tánh. Đi đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại biện tụ. Những gì là bốn? Một, biện tụ về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, biện tụ về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, biện tụ về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, biện tụ về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại biện tụ. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại biện tánh. Những gì là bốn? Một, biện tánh về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, biện tánh về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, biện tánh về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, biện tánh về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại biện tánh. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại tu đa la. Những gì là bốn? Một, tu đa la về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, tu đa la về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, tu đa la về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, tu đa la về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại tu đa la. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại tu đa la tụ. Những gì là bốn? Một, tu đa la tụ về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, tu đa la tụ về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, tu đa la tụ về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, tu đa la tụ về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại tu đa la tụ. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại đa văn. Những gì là bốn? Một, đa văn về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, đa văn về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, đa văn về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, đa văn về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại đa văn. Này đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ tài sản. Những gì là bốn? Một, tài sản về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, tài sản về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, tài sản về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, tài sản về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại tài sản. Này đồng tử, Đại Bồ Tát là có bốn thứ học. Những gì là bốn? Một, học về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, học về sự chấp trước hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, học về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, học về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại học.
đến đồng tử. Đại Bồ Tát lại có bốn thứ cảnh giới, những gì là bốn, một cảnh giới các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai cảnh giới sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba cảnh giới phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn cảnh giới thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại cảnh giới. Nơi đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn thứ nghiệp, những gì là bốn, một nghiệp về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai nghiệp về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba nghiệp về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn nghiệp về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại nghiệp. Là đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn thứ an trụ, những gì là bốn, một an trụ các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai an trụ sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba an trụ phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn an trụ sự thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại an trụ. Nơi đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn thứ tu đạo, những gì là bốn, một tu đạo về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai tu đạo về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba tu đạo về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn tu đạo về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại tu đạo. Này đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn loại trí đoạn phiền não, những gì là bốn, một trí đoạn phiền não về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí đoạn phiền não về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí đoạn phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí đoạn phiền não về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí đoạn phiền não. Nơi đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn thứ trí phiền não, những gì là bốn, một trí phiền não về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí phiền não về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí phiền não về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí phiền não về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí phiền não. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí ác đạo, những gì là bốn, một trí ác đạo về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí ác đạo về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí ác đạo về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí ác đạo về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí ác đạo. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí chẳng phải trí, những gì là bốn. Một trí chẳng phải trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí chẳng phải trí về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí chẳng phải trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí chẳng phải trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí chẳng phải trí. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn thứ trí tất định, những gì là bốn, một trí tất định về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí tất định về sở cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí tất định về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí tất định về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí tất định. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí không sai mất, những gì là bốn, một trí không sai mất về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí không sai mất về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí không sai mất về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí không sai mất về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí không sai mất. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí vô minh, những gì là bốn, một trí vô minh về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí vô minh về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí vô minh về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí vô minh về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí vô minh. Nên đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại khổ trí, những gì là bốn, một khổ trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai khổ trí về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba khổ trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn khổ trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại khổ trí. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí lo buồn, những gì là bốn, một trí lo buồn về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí lo buồn về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí lo buồn về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí lo buồn về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí lo buồn. Này đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn loại trí về nghèo khổ, những gì là bốn, một trí nghèo khổ về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai trí nghèo khổ về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba trí nghèo khổ về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn trí nghèo khổ về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí nghèo khổ. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại sân trí chẳng thể nghĩ bàn, những gì là bốn, một sân trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai sân trí về trách mắng hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba sân trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn sân trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại sân trí. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại nội trí, những gì là bốn, một nội trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai nội trí về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba nội trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn nội trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại nội trí. Này đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn loại ngoại trí, những gì là bốn, một ngoại trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn, hai ngoại trí về sự cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, ba ngoại trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, bốn ngoại trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn.
Đó là bốn loại ngoại trí. Nơi đồng tử, Đại Bồ Tát là có bốn loại trí xấu hổ. Những gì là bốn? Một, trí xấu hổ về các hành cho thiện khí bàn. Hai, trí xấu hổ về sự cho rất hữu với cho thiện khí bàn. Ba, trí xấu hổ về phiền não cho thiện khí bàn. Bốn, trí xấu hổ về thanh tịnh cho thiện khí bàn. Đó là bốn loại trí xấu hổ. Nơi đồng tử, Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí thiện thuần. Những gì là bốn? Một, trí thiện thuần về các hành cho thiện khí bàn. Hai, trí thiện thuần về sự cho rất hữu với cho thiện khí bàn. Ba, trí thiện thuần về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, trí thiện thuần về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí thiện thuần. Nên đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại thật trí chẳng thể nghĩ bàn. Những gì là bốn? Một, thật trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, thật trí về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, thật trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, thật trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại thật trí. Nên đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại trí tu tập. Những gì là bốn? Một, trí tu tập về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, trí tu tập về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. 3. Trí tu tập về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. 4. Trí tu tập về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí tu tập. Nơi đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn thứ sự trí, những gì là bốn? Một, sự trí về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, sự trí về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. 3. Sự trí về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. 4. Sự trí về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại sự trí. Này đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn loại trí về phú già la. Những gì là bốn? Một, trí phú già la về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, trí phú già la về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, trí phú già la về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, trí đại già la phú trí phú già la về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí phú già la. Này đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn thứ trí chấp trước. Những gì là bốn? Một, trí chấp trước về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, trí chấp trước về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, trí chấp trước về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, trí chấp trước về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Nơi đồng tử đó là bốn loại trí chấp trước chẳng thể nghĩ bàn và sự diễn thuyết cũng chẳng thể nghĩ bàn, không thể nói hết. Nơi đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn loại trí lìa ác đạo. Những gì là bốn? Một, trí lìa ác đạo về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, trí lìa ác đạo về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, trí lìa ác đạo về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, trí lìa ác đạo về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí lìa ác đạo. Nơi đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn loại trí đoạn trừ vô minh. Những gì là bốn? Một, trí đoạn trừ vô minh về các hành chẳng thể nghĩ bàn. Hai, trí đoạn trừ vô minh về sự khen cho trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn. Ba, trí đoạn trừ vô minh về phiền não chẳng thể nghĩ bàn. Bốn, trí đoạn trừ vô minh về thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó là bốn loại trí đoạn trừ vô minh. Này đồng tử Đại Bồ Tát là có bốn thứ đà la ni chẳng thể nghĩ bàn và sự diễn thuyết cũng chẳng thể nghĩ bàn, nói không bao giờ hết. Những gì là bốn? Một, ngôn thuyết về các hành chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ nhất. Hai, ngôn thuyết về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ hai. Ba, ngôn thuyết hỗ trợ phiền não chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ ba. 4. Ngôn thuyết hỗ trợ thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ tư. Đó là bốn loại chẳng thể nghĩ bàn cùng với sự diễn thuyết cũng chẳng thể nghĩ bàn, nó không bao giờ hết. Lời đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại pháp đà la ni. Những gì là bốn? Một, pháp các hành chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ nhất. Hai, pháp chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ hai. Ba, pháp phiền não chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ ba. Bốn, pháp thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ tư. Này đồng tử đó là bốn loại đà la ni chẳng thể nghĩ bàn cùng với sự diễn thuyết cũng chẳng thể nghĩ bàn, nó không bao sao hết. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại tương ưng đà la ni. Những gì là bốn? Một, tương ưng các hành chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ nhất. Hai, tương ưng sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ hai. Ba, tương ưng phiền não chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ ba. Bốn, tương ưng thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ tư. Này đồng tử đó là bốn thứ đà la ni chẳng thể nghĩ bàn cùng với sự giảng thuyết chẳng thể nghĩ bàn, nói không bao giờ hết. Này đồng tử Đại Bồ Tát lại có bốn loại đà la ni môn. Những gì là bốn? Một, môn về các hành chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ nhất. Hai, môn về sự chế trách hữu vi chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ hai. Ba, môn về phiền não chẳng thể nghĩ bàn, trí ở trong đó gọi là đà la ni thứ ba.
4. Muôn vàn thanh tịnh trạng thái nghĩa bàn rơi trong đó gọi là đà la ni thứ tư. Này đồng tử, nó là bốn loại đà la ni môn trạng thái nghĩa bàn và sự diễn thiết cũng trạng thái nghĩa bàn, nó không bao giờ hết cho đến trí đoạn trừ vô minh, đều có bốn loại đà la ni trạng thái nghĩa bàn cùng với sự diễn thuyết cũng chẳng thể nghĩ bàn, nó không bao giờ hết, giống như đã nói ở trên. Nên đồng tử, đà la ni này chính là trí tuệ. Trí tuệ như vậy có thể rõ biết tất cả các pháp, chỉ có danh từ cho nên gọi là trí pháp vô ngại. Trí pháp như vậy có thể thấu đạt ngôn, nên gọi là nghĩa vô ngại. Trí pháp như vậy hay biết ngôn từ sai biệt của các pháp, nên gọi là từ vô ngại, hoặc nói văn từ ấy, hoặc hiển thị, hoặc thi thiết, hoặc thư lớp không đoạn, hoặc mở rõ, hoặc rộng phân biệt, hoặc khai thị làm cho đơn giản, hoặc bình đẳng chỉ khắp, lời lẽ không bị nuốt, không rít rống, không ú ớ, không khiếp nhược, lời nói không đắm trước, ngôn từ phóng khoáng, vượt trên sự phóng khoáng, gọi là nhạo thuyết vô ngại. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói ra bài kệ, chỗ hiện bày ngôn âm, phát thanh cũng như vậy, như sự xuất âm thanh, trí Phật cũng như vậy, tất cả trí chư Phật tiếng nói ra cũng thế, sự thi thiết như vậy, ánh sáng tiếng cũng thế. Ánh sáng tiếng như vậy, tên giới cũng như thế, danh tự giới như thế, tên Phật cũng như thế, danh hiệu Phật như thế, công đức Phật cũng vậy. Ta biết một chúng sinh, biết họ bao tên gọi, vô lượng ngữ ngôn Phật, trước ta đã tuyên thuyết, tên giới cùng tên Phật, tên chúng sinh cũng vậy, hữu vi nhiều lầm lỗi, đức Niết Bàn cũng thế. Phật lợi ích như vậy, dùng ví dụ hiển bày, có tất cả chúng sinh, đại Phật tâm hiển thị, một sợi lông đạo sư phát ánh sáng cũng vậy, tất cả các chúng sinh, danh hiệu và tính dục, Như Lai vượt trên chúng, dùng tiếng thân thuyết pháp, tên tất cả chúng sinh, hiển thị một chúng sinh, như vậy tên một người, hiển thị các chúng sinh, tất cả bình đẳng nhập, chánh giác dạy như vậy, nói vô lượng danh tự vì các Bồ Tát vậy. Sau này ta có thể nói ức vô số kinh, thọ trì kinh điển này hiện bày không kiếp nhược, nơi chúng vô ngại biện diễn thuyết ức kinh điển, như hư không vô biên, biện tài cũng như vậy. Công đức Bồ Tát này thanh tịnh dẫn chúng sinh, thọ trì kinh điển này, thành được trí vô tận, luôn luôn hiển thị nói, nơi pháp hay tánh thọ, tăng trưởng trí tuệ ấy, giống như cây núi tuyết. Này đồng tử, Bồ Tát này hành pháp vô ngại ở nơi pháp, thấy pháp mà được an trụ. Này đồng tử, sao gọi là Đại Bồ Tát hành pháp vô ngại ở nơi pháp thế pháp nên được an trụ? Này đồng tử, Đại Bồ Tát này biết chẳng phải sắc không khác với sắc mình ở pháp, biết chẳng phải sắc chẳng khác sắc mà có thể hay tu hành, biết chẳng phải sắc chẳng khác sắc mà còn bồ đề, biết chẳng phải sắc chẳng khác sắc nên giáo hóa chúng sinh, biết chẳng phải sắc chẳng khác sắc mà thấy Như Lai, chứ không hỏi nơi sắc mà thấy Như Lai, chẳng phải khác sắc chẳng phải khác tánh sắc mà thấy Như Lai. Sắc và tánh sắc cùng với Như Lai bình đẳng, không có hai. Nếu ai có thể thấy các pháp như vậy gọi là hành pháp vô ngại. Thức tưởng thọ hành cũng là như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ, nhờ sắc hiện bồ đề, nhờ bồ đề hiện sắc, thì không có tương tự, tối thắng đã nói rõ. Phật nói sắc tướng thô, tánh sắc rất thâm éo, sắc ngang với bồ đề, sai biệt không thể được. Như Niết Bàn thầm thâm, nhờ tiếng mà tuyên thuyết, Niết Bàn bất khả đắc. Nói năng cũng như vậy, âm thanh và lời nói, cả hai bất khả đắc, trong pháp không như vậy, Niết Bàn bất khả đắc. Nói Niết Bàn tịch diệt không thể được, tất cả pháp không sinh, như trước sau cũng vậy. Theo tánh tất cả pháp, Niết Bàn cùng tương tự, người biết chân xuất gia, cùng tương ưng Phật Pháp. Nếu thấy sắc thân Phật, nó đã thấy Như Lai, thân ta chẳng sắc tượng, không thể thấy Ngài được, biết được tự tánh sắc. Sắc tướng ấy như vậy, ai biết được tánh sắc là hiển thị thân lớn. Các ngũ ấm như vậy, ta đã biết tướng mạo, đạt tự thể tánh pháp, an trụ nơi pháp thân. An trụ pháp thân rồi, thuyết pháp cho chúng sinh, pháp ví diệu Như Lai không thể dùng lời nói. Lý sâu không thể biết, nghe bậc chánh giác nói, chỉ âm thanh ngôn ngữ, ta đã được sơ quả, nếu trừ tất cả tưởng sẽ liệt việc hỷ luận, nếu không có hữu tưởng thì thấy thế đại sư. Nếu ai hay biết không, liền biết được sắc tướng, không có khác nói không, riêng có tự tánh sắc. Nếu ai biết được sắc, thì có thể biết không. Nếu ai ngộ được không, thì biết được tịch diệt. Nếu ai biết được sắc là sắc tướng như vậy, không bị ức ma loạn, thoái chuyển quả bồ đề. Ai không biết đạo này, đấm trước sẽ thoái bước.
phi vật chấp tưởng vật, vật chấp tưởng phi vật, cuồng vì còn tài lợi, thoái thức ở trong pháp, phí quả chấp tưởng quả, quên mất pháp sa môn, giả đại ít tinh tấn mà không trụ giới tụ, không đúng người hành pháp, đó là trái đạo Phật. Hoặc lại nó, có người nói, tôi hành nơi bồ đề, người không tuệ khó dạy, chẳng cung kính lẫn nhau, mong cầu danh tiếng tốt, không khéo trụ giới cấm, mã nghĩ lúc nào được danh tiếng lan khắp nơi, chỉ vì cầu lợi dưỡng tu tập thật nhiều người ngạo mạn cùng phóng dật, chuyên tâm cầu tìm cầu lợi, ưa sống nhà bạch y vì cung kính lợi dưỡng, tạo chùa và tháp miếu họ đều vì danh lợi, dựa vào tâm chấp trước, thường thèm khát ái dục, chuyên tạo nghiệp thế tục, sống trong cảnh giới ma, nói với người bạch y, ái dục như lửa cháy, nếu vào nhà thế tục thường để ý người nữ. Bạch y đối người này thường nghĩ là đại sư, rình mò việc người chồng cùng phụ nữ diễm hợp, nhà ấy dùng đồ ngon, cung cấp tỳ kheo này là ở chỗ vợ người, tưởng như vợ của mình. Bạch y ở chỗ vợ vẫn không sinh ganh ghét, mà tỳ kheo xuất gia sinh ganh ghét vợ người. Người tục ở nhà mình khéo gìn giữ năm giới, huống đã được xuất gia bỏ tất cả giới cấm, nhạc cụ của âm nhạc dùng để cúng dường ta, hành cúng dường tối thắng mà thế chẳng thành tựu, tự phá các cấm giới, thấy người trì giới luật, nói với người thế gian, người ấy nào các ta, nghe khen người giữ giới, phá giới làm việc ác, nghe nói chân Phật pháp, bảo chẳng phải Phật nói, tâm không có hổ thẹn, ánh mắt của Sa môn, nếu khuyên lời chân thật, bài bán lời ta nói, giới không được trọn vẹn, vứt bỏ đạo giáo ta, hủy bán nơi chánh pháp, ngục A Tỳ là nhà, ta chưa từng thấy nghe tu tập hành như vậy, ngu si sống kẻ ác, hay đạt được trí Phật, các người gièm pha ấy nhiều quanh co dối trá, ta biết rõ người ấy trí biết hằng không dứt, nếu ta trong một kiếp nói các lỗi lầm họ, tức cho là Bồ Tát chỉ nói được phần nhỏ, đồng tử ông nên biết ác nào họ cũng làm, về sau đời mạt thế cẩn thận chớ làm bạn, dùng tâm không loạn động, dẫn dắt cùng trò chuyện, vâng làm mà cúng dường, vì đã cầu Phật đạo nên hỏi sự buồn lo, nếu là bậc kỳ túc nên cúng dường cung kính, đầu mặt lại dưới chân, chớ tìm lỗi của người, họ sẽ đến đạo tràng, cho sinh ý sân hận, thường khởi tâm từ bi, nếu thấy lỗi vì ấy, đừng đối mặt nói lỗi, thường nghĩ việc đã làm sẽ được quả như thế, nếu ở chỗ trẻ già, lúc nói thường mỉm cười, phát ngôn trước thăm hỏi, diệt trừ tâm ngạo mạn, y phục và ẩm thực thường đem dân cúng dường, làm tâm thế như vậy, tất cả sẽ thành Phật, nếu thỉnh hỏi trưởng túc, vì mong cầu pháp thí, triết trước nên nói lời, nói như vậy, tôi học tập ít ỏi, rồi lại nói như vậy, các vị bậc trí tuệ, ở trước bậc đại nhân, tôi đâu dám tuyên tuyết, khi nói chớ vội vàng, xem pháp khí hay không, đã thấy căn khí rồi, không hỏi cũng cứ nói, nếu ở trong đại chúng, thấy người phá giới cấm, cho khen đức trì giới, nên khen hành bố thí, thấy người, nếu thấy người thiểu dục, cùng trì giới tương ưng, nên khởi tâm đại từ, khen thiểu dục trì giới. Nếu phá ít cấm giới, người trì tịnh giới nhiều, được bạn bè tối thắng, liền khen ngợi trì giới. Trước quan sát đại chúng, đều ưa các pháp lành, có bao nhiêu thiện pháp, nên khen ngợi tất cả. Thí giới đa văn, nhẫn, tinh tấn và thiểu dục, tri túc hạnh viễn ly, hiển thị pháp như vậy, tán thán pháp như vậy, nói rõ đạo thế tục. Các việc không xót thương, lòng từ chớ sân hận, ở chỗ không thiền lạc, xa lìa chúng huyên náo. Người nên khen đức ấy, tên gọi tổng trì môn, thường thích chỗ không nhàn, cho chuyên làm nghiệp thí, một lòng tu an tọa, chớ bảo giới tối thắng, đã trụ tình giới rồi, hay tích tập đa văn. Vì cầu tam muội này, thường cúng dường xá lợi, hãy dùng lòng tràng phan, vòng hoa, hương xoa bột. Giờ cầu tịch định này nơi cúng dường chư Phật, dùng cả nhạc tuyệt diệu, ca hay cùng hòa tấu, nơi cúng xá lợi Phật, tâm dũng kiện oai mãnh, tất cả các vòng hoa, tất cả hương y phục đều đem cúng dường Phật để cầu trí Phật vậy. Các phước phần chúng sinh bình đẳng thí tất cả để cầu trí vô ngại là chư Phật vô thượng. Ta từng ở trước Phật đặt bày cúng vô số, dùng tâm không thiên lịch để cầu tịch định này. Phật ra đời khó gặp, được thân người cũng khó, tính Phật pháp cũng có, xuất gia đủ giới có. Này người được gặp Phật đã phát tâm bồ đề, cho bỏ nguyện kiên cố an trụ nơi hạnh này, nếu thọ trì cách này vào thời sau mặt thế,
mau được vô ngại biện, thọ trì không quên mất. Thọ trì một bài kệ, phước tụ khó nghĩ bàn, hướng lại thọ trì hết, như nghĩa thọ đầy đủ. Chúng sinh đều thành Phật, những mệnh đều cúng dường, cung kính và tôn trọng. Hết số kiếp chúng sinh, nếu ở tam muội này, thọ trì một bài kệ, sẽ biết công đức đức 16 không bằng 1, ta biết trí tuệ Phật, lợi ích chẳng nghĩ bàn. Thọ trì tam muội này, sở hành tất cả Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả để từ ba chúng sanh đều trở thành Phật đạo.